Xin chào tất cả mọi người, em Toan hàng Nhật Bãi đây ạ. Hôm nay em lên một số hàng bãi Nhật em để quay video giới thiệu với các bác đây ạ. Em có một cái máy bơm nước, một cái cưa lọc và một số rau chặt rau thái và có hai cây xẻn con voi nhé các bác, kéo cắt cành trên cao hiệu rất là hiệu ạ. Và máy chụp hình máy ống nhòm này, kéo cắt vải, búa, rìu và một số mẫu bình đồng nhé các bác. Hai cái bình gốm rất là đẹp ạ, một cái thùng tôn búc. Hôm nay em lên mã là mã A. Các bác xem video của em thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và không quên bấm vào nút chuông theo dõi để thấy em lên video được sớm hơn ạ. Em giới thiệu hôm nay của em là cái A1, có một cái máy bơm nước nha các bác. Đây em cho các bác xem hình thức của nó đây ạ. Đây đầy đủ các phụ kiện nha các bác. Đây, cái bơm rửa xe này thì là điện 220 nhá các bác. Đầy đủ các phụ kiện này, như là bình xịt này, dây này, cái dây này thì dài 15m nhé các bác, công suất thì 2800W, lực nước thì mạnh và nó nặng là 8kg, mới 100% chưa xài nhé các bác, có súng, có đầy đủ các phụ kiện này, em nghiêng lên cho các bác xem, súng, bình xịt và dây 15m và đặc biệt là chỉnh được lực mạnh và nhẹ của nước nhé. Đấy, đây là điện là 2800, mạnh là 2800 này. Đây các thông số của nó trên đây, Tokyo Japan. Và cái máy này nó nặng 8 cân. Em đo qua chiều dài của cái hơn 8 cân này. Và nó có đồng hồ đây để nó chỉnh được lực mạnh của nước nhá các bác. Em đo qua chiều dài này, chiều dài của cái bơm này nó rất là nhỏ gọn thôi các bác nhá. Nó là dài 36, rơi vào 36-37. Chiều cao đến tay cầm của nó đây là 25. Lớp sơn mạ của nó ở ngoài này rất là đẹp. Hình thức của nó đây, em xách lên cho các bác nhé. Khoảng 8 cân nhé các bác. Thông số đầy đủ trên cái bơm đây. Và cho mình dây dợ đàng hoàng nhé các bác. Đấy, nó còn trong cái thùng này mới, chưa qua sử dụng các bác. Các bác mua về đi bơm là đỉnh luôn đấy các bác ạ. Là rửa nhà, rửa xe các thứ là đỉnh luôn. Nó đầy đủ. Ok nhá các bác. Cái này thì em bán A1 là 1.450.000. Các bác có gì thì là liên hệ với em. Em qua A2 ạ. A2 là một cái cưa lọng nhá các bác. Cái cưa lọng thì điện 100V. Điện 110 á, của hãng Black, 450W ạ, 450W, và nó có điều tốc, có điều tốc nhé các bác, có điều tốc và điện nó quay là 800 đến 3.000 vòng trên phút, 800 đến 3.000 vòng trên một phút. Một cái cưa lọng này em đo qua chiều ngang của nó cho các bác coi, rất là nhỏ gọn xinh nhé các bác, 20cm. Và đây hình thức là rất là đẹp ạ. Dây dợ của nó vẫn còn mới nha, em xem hết rồi. Đấy, một cái cưa lọng. Em bán là A2 400k thôi các bác nhá. Cái lưỡi cưa thì sắc bén, chưa có răm mẻ gì hết ạ. Đấy, một cái cưa lọng rất là ngon. 400k thôi. Em qua A3, em có một cái máy mài. Đây hình thức của nó đây thì là vẫn còn mới nha các bác. Em đo qua chiều ngang của cái máy mài này ạ. Nó rơi vào 27cm các bác, 27cm và hai bên là đá hết ạ, hai bên là đá mài hết. Chiều ngang của cục đá này là nó là 2cm nhé các bác, và độ mịn của nó lên 400 và bên là 600, còn bên là 600, khoảng là như vậy các bác nhé. Điện thì 110, công suất của nó 2.000 vòng trên phút, công suất nó là 2.800. Đấy, công suất của nó như vậy. 250W. Vòng tua là 3.800. Vòng tua là 3.800 nha các bác. Vòng tua là 3.800. Rồi cái máy mài này thì là A3 em bán là 780k. Lớp sơn mạ nó còn nguyên này. Đầy đủ hai cái cữ đây. Và dây điện của nó còn là nguyên vẹn nha các bác. Đây.
Em test hết rồi, máy xài vô tư. Có gì thì là các bác cứ liên hệ với em test lại cho các bác xem. A3 em bán 780k. Cái máy màng. Hôm qua A4 em có một con dao đây. À, của hãng Kasumi nha các bác. À, vân là Damascus. À, 32 lớp ạ, cầm cái dao rất là nặng. Đây hãng của nó trên cái cán này. Đấy, chốt khâu của nó đây ạ. Con dao rất là nặng nhé các bác. À, con này là em đo qua chiều dài của nó cho các bác. Nó rơi vào là 24,5 cm. Và lưỡi của nó là 13 cm nhé các bác. Chiều dài của lưỡi. À, bản ngang của nó là 3,5. Đây, em để này cho các bác nhìn này. Giáp ban này. Đấy, chữ hai bên mặt đây. Giáp ban hết 32 lớp. À, vân Madakut. Đấy, một con dao xuất sắc luôn. À, con dao này thì là A4 em bán 750k. 750k. Em qua A5 em có hai con dao này thì rất là đẹp nhé các bác. Hình thức nó đây. À, gần Tết rồi các bác có thể mua về biếu tặng người thân chẳng hạn. Đấy, một con dao rất là đỉnh ạ. Cán của nó thì bằng epoxy nhé các bác. Và lõi của nó là VG10 thép không rỉ. Cán rất là đẹp ạ. Đấy, vân thì Damascus nhiều lớp thép nhé các bác. À, giáp ban đây. Đấy, một con dao rất là đỉnh. À, Tết rồi các bác có thể mua về tặng cha mẹ mình hoặc là biếu người thân làm quà đấy ạ. Con dao rất là đẹp đây, nó nằm như trong cái hộp như thế này ạ. Em có hai con dao nha các bác. Và em đo chiều dài của cây dao này ạ. À, nó rơi vào 35 cm nha các bác. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 21 cm. Bản ngang của nó là 4,5 ạ. Rồi em đo chiều dày của con dao này. Nó rơi vào 2.2 nhé các bác. Rơi vào 2.2. Đấy. Còn mới nằm trong hộp vân Damascus. Cán thì là epoxy rất là sành điệu luôn ạ. Một con dao hình thức rất là đẹp. Nằm trong cái hộp này đi tặng đi biếu ai chả thích cả các bác. Đấy. A5. Em bán là 920k, em có hai cây nhé các bác. Hai cây này hình thức nó như nhau ạ. Đấy. Bắt đầu mua thì là liên hệ với em để chốt nhanh để tặng cho người thân nhé các bác. A5 920k. Em qua A6. A6 em có một cây kéo này là của hãng RS. Đây. À, giáp ban đây. Cây kéo này rất là đỉnh luôn đấy. Từ ngày em đi bãi là em mới gặp cây nó còn mới như thế này đấy ạ. Lưỡi còn đầy nhá. Cán cầm bằng mổ nhựa nhưng mà vẫn còn mới. Chưa có chầy xước một cái gì. Lọt xo là chữ V. Giáp ban đây. Em đo chiều dài của cây kéo này nó rơi vào 20 nhá các bác. Và lưỡi sử dụng của nó là 5,5 ạ. Một cây kéo của hãng RS giáp ban này. Hình thức của nó đây ạ. Ốc của nó có thể tháo ra để mình mài được. Nó có cái chốt bằng sắt ở đây ạ. Em cắt thử cho các bác xem ạ. Sắc kinh hồn luôn nhá các bác. Rồi, một con dao, một cây kéo tỉa như thế này em bán là A6 340k, 340k. Em qua A7. A7 em có một cây búa nha các bác. Cây dìu ấy ạ. Đây, tay cầm của nó vẫn còn mới như thế này ạ. Tem mác của nó đây. Lưỡi, bề mặt lưỡi của nó đây là 3 lớp thép nha các bác. Cái đầu đóng này thì nó hơi bị chầy xước một ít ạ. Đây, lưỡi sắc bén và nó có cái tia ở chỗ này. Đấy, cái này để là giảm lực ấy các bác. Em đo chiều dài của cây này ạ.
Em đo chiều dài của cây dìu này nó rơi vào 33 cm. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 11,5. Bản ngang của lưỡi nó là 7. Này là nó rèn thủ công các bác. Đấy, tem mác đầy đủ. A7 em bán 300k. A7 300k. Em qua A8. Hôm qua A8 em có một bộ đục còn ở trong hộp nhé các bác. Bộ đục còn ở trong hộp. Này, hình thức của nó đây ạ. Em mở ra cho các bác xem. Cây này còn tem mác này. Những này là nó khắc bằng nhiệt lên cán này ạ. Đấy, chữ khắc bằng nhiệt lên. Mũi xéo, mũi cong 5 cây. Em đo qua chiều dài của một cây ạ. Nó rơi vào là 17 nhá các bác. Rơi vào 17 cm. Một bộ đục lưỡi vẫn còn sắc bén. Nằm trong cái hộp như thế này. Nằm trong cái hộp. A8 em bán 120k. 120k. Em qua A9 em có một cái móc nhá các bác. Một cái móc này thì là trọng lượng của nó là được là 5 tạ. Móc được 5 tạ, 1 phần 2 của tấn này này. 5 tạ. Lớp sơn mạ nó còn nguyên. Lớp sơn mạ nó còn nguyên. Khi các bác mà có thể mang về sơn đồ, motor, giảm tốc các thứ thì lấy cái này móc hoặc là ba lăng đấy ạ. À. Đây em mở này ra cho các bác đây. Đấy, có cái chốt đây để mình luồn dây dòng dọc vào đây. Đấy, những móc này em kiểm tra rồi, ok, lớp sơn mạ nó vẫn còn mới như thế này. Đấy, A9 em bán 300k. Cái này nó chiều dài nó như em để phỏng này là các bác biết rồi này. Đấy, em để phỏng này là nó nhìn nó chiều dài nó như nào là các bác biết rồi. Lớp sơn mạ còn nguyên, móc 500 cân. A9 300k. Em qua A10. Em có một cái dây mỏ hàn như thế này đây ạ. Hình thức của nó là tay cầm của nó vẫn còn mới này. Dây em kiểm tra rồi, không có chầy trượt rách dưới ở đâu ạ. Và cái này điện 110 20V ạ. Một cái mỏ hàn là em bán 150k. Em qua một cái cây này là mài gỗ ạ. Rũa gỗ ạ. Đấy, hình thức của nó đây. Một bên là hai bên này là răng như nhau hết ạ. Răng như nhau hết. Đấy, em đo chiều dài của cái cây rũa này. Nó rơi vào là 34. Rơi vào 34 cm. Và bản ngang của nó ạ, là 3 cm nhé. Gần 3 cm. Hai mặt rũa như nhau. Đấy, tay cầm thì nó vẫn còn ok. Của hãng Shinto. Đấy, một cây rũa gỗ này. A11 150k các bác. Em qua A12. Em có cây kéo cắt vải. Em có cây kéo vải, cắt vải thì là lớp sơn mạ ở cán thì nó có chầy trượt đi một tí ạ, lớp cái ốc đồng. Đấy. Bề mặt lưỡi của nó thì sắc bén. Nó lớp sơn mạ chỗ này nó có hơi bong một ít thôi ạ. Em đo chiều dài của cây kéo này. Đó, nó rơi vào là 25 cm nhé các bác. 25 cm và lưỡi của nó là 10 cm. Lưỡi sử dụng là 10 cm. Một cây kéo cắt vải A12. Em bán 150k. Em qua A13 cũng một cây kéo cắt vải. Đấy, cây này thì hình thức của nó rất là đẹp ạ. Đấy, lớp sơn mạ ở cán nó vẫn còn nguyên. Của hãng là giáp ban đây. Giáp ban, bề mặt lưỡi thì là còn nguyên vẹn, sắc bén. Ốc đồng, tay cầm này. Đấy. Khi các bác có thể mua về cho bạn bè làm may hoặc là tặng cho người thân nào đấy làm may đấy ạ. Cây kéo này rất là đỉnh luôn nhá các bác. Nó rơi vào 31 cm. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 15 cm. 15 cm. Một cây kéo rất là đẹp các bác ạ. Còn mới, đẹp. Cắt vá, cắt may là ok ạ. Size lớn nhá các bác. A13 em bán 240k ạ. Em qua A14, em có một con dao gấp này. Các anh, các bác có thể đi câu, đi chơi, đi phượt vào rừng ấy, thì cây này mình mang ra cắt thì ok. Cho mình một cái cây này có thể là mình luồn dây lưng vào ạ. Luồn dây lưng vào, khi các bác gấp lại thì khẽ nghiêng cái móng tay này.
Đấy, là gấp lại. Em đo chiều dài của cây dao này, nó rơi vào 23 cm, và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 9,5 cm nhé các bác. Bản ngang của nó là 3 cm một con dao này. Cái vỏ nó là bằng nhựa các bác ạ, nhựa cao cấp, và những cái ốc của nó rất là xinh nhá các bác. Đấy, lưỡi của nó đây, nó có chữ khắc trên bề mặt lưỡi đây. Các bác đi phượt, đi rừng, đi câu thì mang cái này đi là đỉnh luôn đấy ạ. Đấy, một con dao gấp rất nhẹ nhàng. Khi gấp lại thì nó nhỏ gọn thôi các bác. Đây, nó rơi vào là 13 cm thôi. Mình có thể mình đúc vào túi quần được. Đấy. A14 em bán 550k. Một con dao rất là đẹp ạ, 550k. Em qua A15. Đấy, một con dao gấp này, USA. Nó lớp sơn mạ của nó màu này đấy ạ. Đấy, con dao này có thể mình để trên xe hơi mà kiếng có sao thì mình phá kiếng được. Đấy, hình thức con dao rất là đẹp nhé các bác. Có cái này cũng để cho mình cài được vào này. Em đo chiều dài của cây dao này, nó rơi vào 23 cm, và lưỡi sử dụng của nó là khoảng là 9 cm nhé, 9,5 cm các bác. Bề mặt của nó, bề ngang của nó là rơi vào 2,5. Một con dao gấp rất là xinh. Các bác sưu tầm hay đi câu, đi phượt, đi chơi thì là nên mang con dao này đi để có thể là gọi là con dao sinh tồn được các bác ạ. Nó có cái đầu này để phá kiếng. A15 em bán 180k. Em qua A16, em có một con dao này cũng rất là đẹp nhé các bác. Nó còn trong hộp như thế này. Đấy, còn trong cái hộp. Hình thức của nó đây ạ. Đấy, trông rất nhỏ gọn xinh nhá các bác. Nó cho mình một cái dây này, có thể mình luồn nó vào ạ. Đấy, trông rất là dễ thương nhá các bác. Em mở cái này cho các bác này. Vân thì làm vân như là vân Damascus nhá các bác. Này, cái khâu này bằng đồng, hai chốt này. Em đo chiều dài của cây dao này, nó rơi vào 20 cm nhé các bác, và lưỡi nó là 11 cm ạ. Bản ngang của nó là 1 cm nhé các bác, bản ngang 1 cm này, rất là nhỏ gọn xinh. Mình để trong cái hộp như thế này. Đấy, thì em cắt thử cho các bác xem này. Đấy, nếu mà dao mà không bén thì không có cắt được như thế này nhé các bác, rất là bén, các bác cắt dây cắt gì cũng ok. Một con dao rất là nhỏ gọn xinh xắn như thế này. A16 em bán 320. Đấy, các bác đi thì có thể luồn như thế này vào, mình xách có gì đâu, rất là xinh. Đấy, A16 320. Em qua A17. Em có một cây gậy nhé các bác, một cây gậy của cho người lớn tuổi. Nhà mình thì ai cũng có người già, ông bà cha mẹ mình lớn tuổi thì mình dùng cây gậy này. Cái cây gậy này thì nó kết nối là bằng một sợi dây dù ở bên trong này các bác. Đấy, em ráp lại. Đấy, cái chân của cây gậy đây, nó có 4 cái đế bằng cao su để nó bám vào đường, chống trơn trượt nha các bác, rất là chắc ạ. Hình thức của nó đây, nó là nhựa, nó là thép các bác ạ. Nó nối với nhau là một cái dây dù như thế này. Và tay cầm của nó đây ạ. Tay cầm của nó thì em ấy này, là các bác nhìn là mềm, rất là nhẹ nhàng. Và nó cho mình một cái đèn này. Khi các bác buổi tối có đi á, thì mình bật cái đèn này lên. Đấy, nó sáng như thế này. Mình có thể mình chúc xuống, mình soi đường. Không, mình để đây, mình nhìn thấy ra xa đường, mình tắt đi, không xài nữa. Đấy, hình thức nó rất là xinh. Khi cha mẹ mình lớn tuổi hay người thân ông bà mình thì các bác có thể có thể mua về để tặng cho bố mẹ mình. Và nó có mấy cái nấc này để chỉnh độ cao cho phù hợp với chiều cao của người thân nhà mình đấy ạ. Nó có 4 nấc, đẩy ra là nó dài ra, mà không có mình thu lại. Đây, mình nhấn tay đây là nó đẩy ra đấy, các bác thấy không? Đấy, khi ấy thì mình đẩy nó lại thôi ạ. Đó, khi mà mình không có dùng nữa thì mình gấp lại.
4 khúc nhá các bác. Đấy, mình quẳng cái dây này vào, treo lên, rất là tiện ạ. Cây gậy này thì em bán 250k nhá các bác, 250k, gậy tặng cho người thân mình, già, yếu, đau chân. Rồi, em qua A19, em có một cái máy, cái ống nhòm ạ. Hình thức của nó đây ạ, hình thức của nó đây, nó có cho mình một cái túi này để mình có thể mình đeo vào cổ đây ạ, đeo vào cổ khi mình không dùng. Đấy, và nó cho mình đây cái dây đây, cái này thì để lau những cái mắt kiếng, cái mắt kiếng ở trên cái ống này đây ạ. Made in USA, của hãng là Bali Leo. Đấy. À, nó có cho mình là cái này là để chỉnh được này. Khi mặt ai nhỏ thì mình sẽ vít lại này để vào mắt mình đấy ạ. Còn này là mặt ai mà lớn thì mình mở răng ra ra. Đấy. Bên này là kiếng mắt nó để nhìn xa đây. À, mình nhòm xa được 1000m nhé các bác. 1000m. Đấy, hình thức của nó đây. À, bên này mình chỉnh được này. Đấy. Và cái này là để cho dùng cho mặt to mặt nhỏ đấy ạ. Nhỏ thì mình sẽ vít nó lại mà to thì mình cho ra đây. Em đo qua cái chiều này. Đấy, em đo qua đây. Nó rơi vào 5,5 nhá các bác, một bên. Và nó cho mình mấy cái nắp này. Mình đậy vào để nó khỏi chảy mặt kiếng đấy ạ. Đấy, một cái ống nhòm nhòm xa được 1000m đấy. Là một cây số cho các bác. A19 380k. Các bác có thể đi vào rừng hoặc là đi du lịch, đi ra biển tắm thì nên mua những cái này mang đi. A19 là 380k. Nó còn trong cái hộp nhá các bác. A20, hôm qua A20 em có một cái bơm. Cái bơm này thì nó rất là nhỏ gọn, xinh xắn. Nó có cái đồng hồ đây. Dây của nó thì em kiểm tra hết rồi, ok này. Nó dùng để bơm xe Honda, xe đạp. Và những cái đầu này là có thể mình bơm bóng bay rồi. Đây, nó cho đầy đủ đây, bóng bay rồi bơm những cái nệm hơi đấy các bác. Khi mình mở ra đây ạ, mở ra thì nhấn cái tay này xuống là có cái móc này, mở ra. Đấy, em test thử này cho các bác nghe. Đấy, hơi của nó rất là mạnh. Nhà nào mình cũng nên mua một cái này để khi xe máy, xe đạp của mình nó xuống hơi thì mình có bơm, trong lúc mình dắt ra tiệm mình vá thì nó không có khổ, khỏi phải dắt. Cái này là nó là thép nha các bác, thanh này là thép, nó rất là cứng ạ. Đấy, em đo qua chiều dài của cái bơm này, nó rơi vào 32cm. Và bản ngang của nó này ạ, nhỏ gọn xinh ạ. 7cm nhá các bác. Có một ống hơi, có đồng hồ để xem là mình cân được bao nhiêu. Đấy, hình thức của nó đây, một cái bơm rất là đẹp, nhỏ gọn. A20 em bán 220k. Em qua A18 em có một cái máy massage nhá. Hôm nay em đi bãi thì em lại mua được cái này, nhưng mà nó không có hộp các bác ạ. Cái hộp nó thì do nó ở trong công lâu thì là nó bị mục nát ấy, em bỏ đi. Đấy, hình thức của nó đây ạ, nó như này. Nói chung là hiệu của Dr. E thì rất là ngon ạ. Như cái này thì nó bị mất cái hộp thì hơi có chảy xước như thế này, nhưng mà vẫn xài đỉnh lắm nha các bác. Đấy, nó cho mình cái dây sạc như thế này. Đấy, mà nó chỉ có một cái đầu để massage này thôi ạ. Khi em nhấn này, mình nhấn này thì mình đè tay này các bác. Đấy, đấy là nấc thứ nhất nha. Nấc thứ hai này các bác, mình đè tay lên. Đó, mạnh vào. Đấy, này, đè mạnh này, đè lên này. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, rất là mạnh. Đây, mình có thể mình mang đi du lịch, mình nghỉ lại 2-3 ngày thì mình đi đường xa, mình đau nhức thì mình lấy ra massage, rất là ok. Một cái massage của hãng Dr. E như này em bán là A18 280k, nó cho mình một dây sạc đây. Đấy, rất là mạnh nhá các bác. Mình đi 3-4 tiếng trên xe là mình đau nhừ hết người, tới nơi mình lấy ra mình massage này một tí thôi ạ. Lưu thông máu nhá các bác. Hoặc là mua về tặng cho ba mẹ già mình đè này là tắt ạ. Đấy,
A18, một cái massage của Dr. E 280k. Em qua A21. Rồi em qua đây. A21 em có một con dao Tanto nhé các bác. Nó còn nằm trong cái hộp như thế này ạ. Đấy. Rất là đẹp. Em mở ra cho các bác xem. Hôm bữa trước em cũng có một cây, bây giờ em cũng nhặt được cây nữa đây. Đấy, hình thức nó đây. Khi mình mở ra đây. Đấy. Nó là thép là không rỉ nhá các bác. Nó nằm trong cái cây như thế này. Cái lưỡi và cái khâu nó đúc liền nhau các bác nhá. Rất là đỉnh luôn, là nó đúc liền nhau như thế này. Đấy. Một bên là nhọn, một bên là lưỡi, nó hình thức như thế này. Em cắt thử giấy cho các bác xem. Đấy, cắt giấy mà nó còn như thế này nhé các bác. Đấy, em đo qua chiều dài của một cây này. Hai cây thì nó bằng nhau, nó rơi vào là 26cm nhé các bác. Và bản ngang của nó là 2,2 ạ. Bản ngang của nó là 2,2, cây này cũng dài 26, cây này cũng dài 26, lưỡi của nó thì là rơi vào 12cm. Bản ngang như nhau. Khi mà mình rút ra mình có thể như thế này. Đây. Đây là rất là sành điệu các bác. Đấy. Em lắp sai á. Ôi, từ từ để em lắp nhá. Rồi. Hơi khó một tí ạ. Đây rất là nhẹ nhàng thôi các bác, em không biết lắp thôi. Đấy, nếu mà lắp vào là nó là một khúc như thế này ạ. Đấy, hình thức của nó đây. Đây, khúc này mình có thể mình lắp như thế này nhé các bác. Đấy, khúc này đây. Đấy, một con dao Tanto này, rất là đẹp các bác. Gỗ của nó nắm vào là đã mê rồi các bác nhá. Nó cho mình những cái chốt này, và quan trọng của nó là cái lưỡi với cái khâu này đúc liền nhau. Dao mà lưỡi của Tanto là các bác biết rồi, rất là đỉnh nhá các bác. Một con dao Tanto nó cho mình hai khúc như thế ạ. A21 em bán 650k nhá. Các bác đi du lịch hoặc là có thể mua tặng bạn rồi, rất là đỉnh luôn. Đấy. Em qua đây. Em qua A24 này. 24 em có một cây kéo cắt cành trên cao nha các bác. Đây, hình thức của nó đây ạ. Đấy. Cái tay cầm của nó, tem mác nó đầy đủ đây. Và nó cho mình cái dây dù nhá. Cái dây này thì nó hơi bị ngắn so với chiều cao của cây. Khi các bác mua về thì có thể nối thêm cái dây vào cũng được, không có ảnh hưởng gì đến cái dây ạ. Đấy, cây này thì là nó dài là 4m và nó thu lại là 1,5m nha các bác. Dài 4m, thu lại là 1,5m. Cái lưỡi của nó đây ạ. Em cho mở ra cho các bác xem. Khi các bác cho lên, đưa lên để cắt thì cầm cái dây này kéo thôi ạ. Nó có lực hơn những cây kia các bác. Đấy, kéo như thế này là lưỡi cắt thôi ạ. Đấy, em kéo dài ra cho các bác xem. Kéo dài thì mình sẽ xoay cái
chốt này ra là mình kéo dài. Đấy. Nó dài là 4 mét và thu lại là 1 mét rưỡi. Rất là gọn nha các bác. Khi mình thu lại này, rất ngắn, mình vác đi về. Khi các bác vào rừng và trại của các bác, trang trại của các bác cắt á, thì cây này vác đi ngắn thôi ạ, à, rất là dễ ạ. À. À, thu lại thì 1,5 mét mà dài 4 mét. Đấy, kéo ra kéo vào. Mà cắt bằng dây thì rất là lực nha các bác. Lưỡi của nó đây ạ. À. Em cho các bác xem bề mặt của lưỡi đây. Sắc bén không các bác? Nhìn cái lưỡi của nó là thép rèn thủ công. Đấy. Đấy. Và nó có đây, nó có chữ đây ạ. À. Đây là có chữ giáp ban ở trong này nhé các bác. Này nó mờ mờ ở trong này này. Đây. Đấy, chữ giáp ban nó ở đây này, trong này này. Đấy, lò xo của nó cứng ngắc ạ. Đấy, lớp sơn mạ nó như thế này. Nói chung là một cây kéo rất là ngon. Hoạt động trơn tru ạ. Đấy. Thu vào là 1,5 mét và dài 4 mét. Em bán là A24700K. A24700K. Em qua à, cái này là A22 nhé các bác. Một cây kéo cắt cành A22. Thì là cây này thì là dài thì 1,2 mét mà ngã thu lại 1,2 mét và dài 2 mét. Nó có cho mình một cái dây này các bác. Thu lại 1,2 mét và dài 2 mét. Cho mình một cái dây này có thể mình đeo lên tay cầm của nó đây ạ. À. Đấy. Còn mới nhá, cái tay rất là mới, chưa qua sử dụng, chốt của nó đây ạ. À. Cây này thì nó chỉ dài được là 2 mét thôi các bác. Tay cầm của nó vẫn còn mới như thế này. Đấy. Kéo ra kéo vào trơn tru nha các bác. Này, bề mặt của lưỡi nó đây. Đấy. Lớp sơn mạ nó còn nguyên ạ. À. Đấy, một bên là lưỡi, một bên là lưỡi cưa để chống trơn trượt. Các bác cắt thì nó mới dễ đấy ạ. À. Một cây này là A22, em bán 550k, tay cầm vẫn mới chát luôn đây ạ. Rồi em qua A23, một cây này cũng rất là dài nhé các bác, cây kéo này. Đây, cây này thì cho các bác xem hình thức cái tay của nó đây ạ. Nó hơi bị chảy mất cái lớp sơn ở bên ngoài. Đấy, nhưng mà chỗ này thì rất là mới ạ. Tem mác của nó đây. Đấy, cây này thì nó thu vào là 1,5 mét và nó dài 2,4 mét các bác nhá. Đấy. Khi mà mình nhấn tay vào đây là kéo đẩy cái ra, nó dài 2,4 mét, tem mác của nó đây ạ. Đấy, bề mặt của lưỡi đây. Đấy. Một cây này là thu dài 1,5 mét. Thu gọn 1,5 mét và dài 2,4 mét. A23 em bán 650k. Em qua A25 nhá. 25 em có một cây kéo này cắt vào trên cao á các bác. Tay cầm của nó đây ạ. À. Hai bên tay cầm nó còn mới như thế này. Đấy, em kéo dài ra để các bác. Đấy. Nếu không thì mình lại đẩy vào như thế này. Nó có 3 nấc nhá các bác ạ. À. Đấy. Bề mặt của lưỡi sắc bén nhá. Nó có cái lò xo này nó trợ lực của hãng Kabushi nhá các bác. Đây. Đấy, mình hoạt động. Cây này hình thức nó rất là đẹp ạ. À. Đấy, em đo. Em đo qua chiều dạng của cây kéo này. Nó thu lại là 60 cm ạ. À. Cây này thu lại là 60 cm. Và em đo thêm cái chiều này nữa. 60 cộng 20 nó dài là 80 cm nhé các bác. Nó dài là 80 cm nên mình làm xong mình đẩy lại gọn như thế này. Tay cầm nó rất là chắc ạ. À. A25 em bán 320k. Rồi em qua A26 em có một cái mỏ lết răng nhé các bác. Đây, hình thức của cái mỏ lết răng đây. Nó dài 1,2 mét các bác ạ. À. Nó rất là nặng, nặng 12 kg, em không vác lên nổi ạ. À. Khi nhà các bác nào có xưởng cơ khí lớn ấy, cần để tháo máy á, thì là các bác nên mua về. Đây, răng lợi của nó vẫn còn mới tinh ạ, lớp sơn mạ còn mới nha các bác.
Nó dài 1m2 mà nó nặng 12kg. Dài 1m2 mà nặng 12kg. Đấy. Đây, một S2 nó có thông số ở trên này đây. Úi trời, nó rất là nặng. Đấy. Tay cầm của nó đây ạ. Đấy. Miệng của nó là đây. Em đo là 2 gang mà kéo ra nhé các bác, 2 gang này. Cây này nó nặng 12kg, em bán 1,2 triệu nhé các bác. Của Gia Bàn nha. Mitsu Mitsi ạ. À trời ơi, quá nặng. Một mét hai, nặng 12kg, A26, 1,250,000. 1,250,000 một cây mỏ lết răng. Rồi em qua em có cây xẻn nha các bác. Cây xẻn này thì nó chiều dài của nó đây, em cho các bác coi. Chiều dài nó 80. Nó bằng thép các bác ạ. Tem mác của nó đầy đủ. Này nó có nội địa Nhật đây. Đấy. Bề mặt của lưỡi thì là do nó vận chuyển nó bị chảy xước một tí chỗ này thôi ạ. Nhưng mà chưa qua sử dụng nhé các bác. Những cái xẻng chưa qua sử dụng là các bác biết rồi. Nó có số ở trên cái cây này đây. Tay cầm trợ lực các bác này. A27 em bán là 380k. Em đo bản ngang cái lưỡi này. Bản ngang của nó là rơi vào là 18 cm. Chiều dài của nó là 22 cm các bác. Một cây xẻn lưỡi vuông làm bằng thép các bác. Đấy, em gõ nó còn chắc chắn như thế này mới nhá các bác. A27 380k. Rồi em qua A28. Em có một cây xẻn hiệu của nó là con voi nhá các bác. Hiệu con voi đây. À, con voi đây. Tay cầm nó vẫn đây. Tem mác mới 100% chưa qua sử dụng nha các bác. Nó có chảy xước một tí này là các bác về có thể lấy khăn ướt lau là nó sạch đấy ạ. Này nó có thông số này. Chữ khắc trên đây. Đấy, con này cây xẻn này thì em đo chiều dài của nó. 60, nó khoảng cũng 80 nha các bác. 80 cm. Tem mác con voi đây. Làm bằng thép các bác. Bề mặt của lưỡi nó để em đo chiều dài của lưỡi sử dụng ạ. Dài của nó rơi vào 22 nhé các bác. Rơi vào 22 cm. Và ngang của nó là 6 cm. Ngang của nó 6 cm. Một cây xẻn từ hãng con voi. Tay cầm chắc chắn. Tem mác đầy đủ. A28 430k. Các bác có thể sưu tầm những cây xẻn này thì là đỉnh luôn ạ. Đấy, các bác mua về sưu tầm để trên xe hơi đi, mà có thể mình đi du lịch mà nó lầy lún thì mình có thể mình sử dụng được luôn đấy ạ. Một cây xẻn rất là đỉnh luôn. Đấy, hiệu con voi. Em có 2 cây nữa các bác. 2 cây. Hình thức thì như nhau hết ạ. Đấy. 30k một cây. Đấy, 2 cây xẻn hiệu con voi rất là đẹp ạ. Em qua A29. Em có một bộ đầu tuýp nha các bác. Đấy, nó còn trong cái hộp mới như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chi tiết luôn các bác. 12 chi tiết. Cái cần của nó đây ạ. Em lấy cái cần lên em cho các bác coi. Đấy, đảo chiều rất là ok nhé các bác. Nghe thế là các bác biết rồi. Chiều dài của nó, chiều dài của nó rơi vào là 25 cm nhé các bác. 25 cm. Cái đầu của nó đây ạ. Em đo này là, đấy, nó là 14 chấm. Đầy đủ các đầu. Nó cho mình cái đầu này để mình nối đây ạ. Đấy, nồi này để nối vào để lắp những cái đầu tuýp vào đây.
nào cũng có giáp ban hết nhé các bác. Một bộ 12 chi tiết. Rất là đẹp ạ. A29 em bán 280k. Còn trong cái hộp như mới như thế này ạ, các bác có thể mua về sử dụng. Trong nhà mình có bộ đồ nghề như thế này là xài đủ được các loại rồi đấy. Em qua A30. Em có một con dao ở đây, nó nằm ở trong cái vỏ bao của nó là vỏ dù các bác nhá, đường may của nó rất là tỉ mỉ ạ. Dù rất là mềm. Đấy. Cái cán của nó là cán gỗ, nó làm vân lên như rất là đẹp ạ. Đấy, cái khâu của nó là đồng nhá các bác. Hiệu Columbia USA đây. Em đo qua chiều dài của cây dao này. À, chiều dài nó rơi vào là 30,5 cm nhá các bác, 30,5, và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 17, bản ngang của dao là 3,5 ạ. Bản ngang của dao là 3,5. Em đo chiều dày của nó. Chiều dày là 3.61. Một con dao rất là đẹp ạ. Các bác có thể sưu tầm đi phượt, đi chơi, có thể mình mang theo đi để mình cắt dây sử dụng đấy ạ. Đấy, một con dao A30 em bán 340k. Em qua A31 em có một cái cưa nhé các bác. Đây, hiệu của Comboy, tay cầm của nó đây vẫn còn mới như thế này ạ. Khi các bác mở ra đây này, lưỡi răng lợi của nó vẫn còn rất là đẹp nhé các bác. Những cái này là nó dính nhựa thôi ạ, người ta cưa cây nó dính nhựa các bác. Đấy, quan trọng là lưỡi của nó thôi. Em đo qua chiều dài của cây này. Chiều dài của nó rơi vào 34 cm. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 21 cm nhé các bác. Chiều dài của lưỡi sử dụng 21 cm. Một cây cưa đến từ hiệu Comboy. Em bán là A31 150k. A31 150k. Em qua A32. Cũng một cây cưa đây. Đấy. Em mở ra cho các bác coi, cây này rất là đẹp ạ. Đấy, bề mặt của lưỡi đây. Không có chầy trượt một cái răng nào hết ạ. Nó có một tí gọi là nó cái lớp sơn mạ, phủ lớp sơn mạ lên đây thôi. Hãng của hãng H250. Đấy, tay cầm của nó đây. Rất là đẹp ạ. Cây cưa này em đo chiều dài của nó là rơi vào 50 cm cho các bác. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó rơi vào là 24,5. 24,5, bản ngang của nó là 3,5. Bản ngang của nó là 3,5. Đây, giáp ban này. Giáp ban này. Một cây cưa A32 180k các bác. 180k. Em qua 35 ạ. Em qua 33 đây. A33. 33 em có một cái kẹp để kẹp hàn nhé các bác. Cây kẹp hàn này em mở ra cho các bác xem. Cái bằng đồng hết. Đấy, cái bằng đồng này nó dẫn nhiệt rất là nhanh ạ. Đấy. Cái này cũng đồng nhé các bác. Rất là đẹp. Hình thức của nó này, lớp sơn mạ này còn nguyên nhé các bác. Này. Đấy. Em làm thế là các bác biết rồi. Em đo qua chiều dài của nó đây. Nó rơi vào 24,5. Rơi vào 24,5, lớp sơn mạ còn nguyên. Cái răng lợi của nó đây, em mở này ra các bác nhìn thấy không? Đấy. Một cây kẹp để làm thợ hàn. 100% là đồng nhá các bác. A33 em bán 260k. A33 em bán 260k. Em qua A34. Em có một cây đào đất nhé các bác. Nó còn nằm trong cái vỏ như thế này. Đấy. Nó có hiệu con sắp này các bác. Chốt của nó đây. Nên bao da của nó rất là mềm ạ. Đấy. Nó lớp sơn mạ nó màu này, nó rèn thủ công nên nó như vậy nhá các bác.
Đấy, một bên là răng cưa, một bên là lưỡi dao. Cái này thì mình có thể mình dùng mình nạy, mình đào đất đấy ạ. Một cây đào đất này. Đây em cho các bác coi, nó rơi vào 30 cm. Và chiều ngang của nó là 4,5 ạ. Chiều dài của lưỡi là nó rơi vào 17 cm nhé các bác, rơi vào 17 cm. Khi mình làm xong mình vệ sinh đi, mình lại cho vào trong cái bao da này này. Bao da rất là mềm ạ. Da bò nhé các bác. A34 em bán 200k nhé các bác. 200k A34. Em qua A35 em có một cái cây này. Nó nằm trong cái hộp như thế này, nhưng mà các bác có thể nghiên cứu mua về để làm gì thì em cũng chẳng biết nữa. Đấy, cái đầu của nó đây ạ. Một bên là cưa và một bên là lưỡi dao các bác. Đấy. Thì các bác có thể mua về để gắp cái gì cũng được ạ. Đây. Nó có chữ khắc trên bề mặt nó đây. Em đo chiều dài của phỏng cái cây này cho các bác nhìn. Nó rơi vào là 28 cm. Rơi vào 28 cm. Đấy, nó là thép không rỉ cái này nhá các bác. Đó, nó nằm trong cái hộp như này thì các bác có thể nghiên cứu về làm cái gì thì làm. Tem mác của nó đây, nó còn giấy của nó chưa sử dụng đây. Đấy, đằng trước đằng sau. A35 em bán 80k thôi ạ. Em qua A36 em có một con dao gấp như thế này. Khi các bác có thể đi đi phượt đi chơi thì là nên mua, nó có cái lẫy đây. Lẫy này. Mình mở này ra. Đấy, cái lẫy này mình mở này ra. Nó có cái lẫy chỗ này các bác này. Lẫy chỗ này. Đấy, mình mở nó ra đây. Thép của nó đây. Nó là thép không rỉ nha các bác. Hiệu là AK47. Này, lớp như này là lớp cưa như là lưỡi cưa các bác. Đấy, lưỡi của nó thì sắc bén đây ạ. Đây, cái phần này là gỗ nó ốp vào nha các bác. Nó làm cho đúc nguyên như thế này. Đấy, con dao AK47 em đo chiều dài của con dao này. Em đo chiều dài của con dao này nó rơi vào là 34,5 cm và chiều dài của lưỡi sử dụng nó đây. Nó rơi vào 16 cm nhé các bác. Chiều dài của lưỡi sử dụng 16 cm và bản ngang của nó là 3 cm. 3 cm. Một con dao AK A36 em bán 280k, các bác có thể đi vào rừng cắt dây hoặc là sưu tầm thì rất là đỉnh luôn ạ. 280k con dao AK. Em qua A37 em có một cái mài nhé các bác. Đấy, này ra bàn này, cái này liếc dao các bác ạ, có thể rũa liếc là được hết ạ, nó rất là nhám nha các bác. Đấy, cán thì gỗ đúc chốt ba cái đinh đây ạ. Cái này thì mình sử dụng xong mình móc nó lên cái dàn dao của mình đấy ạ. Em đo chiều dài của cây này nó rơi vào là 26,5 và chiều dài của lưỡi sử dụng nha các bác là 15,5 cm. Em đo chiều ngang ở trong cái sát cán này nó rơi vào 2,2, 2,3 gì đấy, nó nhọn đầu đây. Các bác mua về làm rũa, làm liếc dao, làm cái gì cũng được ạ. Một cây rũa rất là đẹp. A37 em bán 180k. Em qua A38 các bác, em cũng có một cây rũa. Này, hình thức của nó đây. À, nó mạ lớp sơn màu vàng này. À, lớp mạ màu vàng này rất là nhám ạ. Hình thức nó cũng giống cây kia nhưng nó phủ lớp mạ màu vàng. Em đo chiều dài của cây này nó rơi vào là 27 và lưỡi sử dụng nó cũng bằng cây kia đấy ạ, là 16 ạ, 16 cm. Một cây liếc như thế này, hình thức rất là đẹp. Rất là đẹp luôn các bác. A38 180k. Em qua A39, em có một bộ đục nhá các bác. Một bộ đục 5 cây ạ. Đấy. 5 cây đục này rất là đẹp nhá các bác, khâu chốt của nó đây. Đấy, khâu chốt của nó đây. Cây này còn tem mác đây.
Cây này có tem mát ạ. Đấy. Em đo chiều dài của nó nhé các bác. Nó rơi vào 22 cm. Lưỡi của nó là lớp sơn mạ vẫn còn nguyên này, lưỡi rèn thủ công á. Em đo chiều dài của từng cái lưỡi, từng cái lưỡi cho các bác ạ. Cái lớn nhất là nó là 2,5 nhé các bác, 2,5. Cây lớn thứ hai này nó là 2,2 cm. Cây thứ ba 1,4 ạ. Cây thứ tư là 1 cm nhé các bác. Và cây thứ năm, cây thứ năm của nó là 8 ly. Cây thứ năm của nó là 8 ly. Một bộ đục còn rất là đẹp ạ. Còn rất là đẹp. A39 em bán 240k. 240k em qua. A40 em có một cây đục này nhá các bác này, có chữ khắc trên cái lưỡi đục đây. Cây này thì chưa qua sử dụng ạ. Đấy, chốt của nó vẫn còn mới chát này luôn nhá các bác. Lưỡi của nó đây, lưỡi sắc bén, em đo chiều dài của cây này. Nó rơi vào là 18 ạ. Và lưỡi sử dụng nó là 16.5 nhé các bác. Bề ngang của lưỡi nó đây, bề ngang của lưỡi nó là 1.2 ạ. 1.2. Nó có chữ khắc đây trên bề mặt. Một cây đục này rất là đẹp, còn mới. A40 em bán 150k. Em qua A45 em có một cái cây cần nhá. Đây, cây cần này. Đấy. Cây cần này cần siết nhé các bác. Em quay cái đầu thử cho các bác đây. Đấy. Trái phải. Đấy, cây này thì của Đài Loan nó xuất nhé các bác. Đài Loan nó xuất Nhật. Em đo qua chiều dài của cây này. Nó rơi vào 25 cm. Còn mới, chưa qua sử dụng. A41 250k. Cái đầu của nó là 3.8. Em qua A42 em có một con dao này. Dao này các bác có thể này, cắt ghép rồi thì đi câu vẫn cũng ok nhé các bác. Này, cán của nó đây. Đấy, chữ khắc trên lưỡi dao đây, hai bên luôn nhé các bác. Bên này chữ Nhật, tiếng Nhật luôn. Em đo chiều dài của cây này, nó rơi vào là 19 ạ. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 8 cm nhé các bác. Bản ngang của nó là 2 cm ạ. Bản ngang 2 cm. Con dao này thì nó dày các bác. Nó rơi vào là 2.99, gần 3 ly rồi các bác. Dao này thì các bác có thể là mang đi câu thì rất là tiện, hoặc là chiết ghép cây cũng được. A42 em bán là 160k. Em qua A44, 43 em có một cái bấm móng tay nhé các bác, nó còn trong cái hộp này ạ. Em bóc ra thử cho các bác xem. Này, cái này của Đức nhé các bác. Khi các bác trai mình ấy, đây nó có hiệu logo hai hình người này. Có thể mua về đây, mở này để cắt những cái móng giày của mình, xong dùng những cái kìm nhĩa của bác gái thì là để cắt da nhé. Cái này thì cắt nó không có mẻ xước, nó không có đau gì đâu ạ. Em đo chiều dài của cái này nó rơi vào 8 cm nhé các bác. 8 cm, nhỏ gọn, rất là xinh ạ. Mình mua về mình tặng người thân mình. Cây cắt móng này em bán A43 140 ạ. 140. Em qua 44 cũng một cây này, nó còn mới ở trong này, cũng của Đức luôn nhé các bác. Của Đức luôn. Nó cái lưỡi này là lưỡi nghiêng nhé các bác. Cái này nghiêng này, nó còn trong cái bịch mới như này, logo hai hình người đây. Đấy. Cây này A44 em cũng bán 150k. Em qua A46. Này, có một con dao này, nó ở trong cái hộp này các bác này. Hình thức cái hộp đây. Đấy. Em mở ra này.
À, cái lưỡi cái cưa các bác, em tưởng ngón dao này. Nó có bị bong một tí lớp sơn mạ ở đây ạ. Lưỡi cưa thì sắc bén nha các bác. Này, cái chốt của nó chắc chắn không các bác? Đấy, em đo qua chiều dài của cây này. À, nó rơi vào 29 và chiều dài lưỡi sử dụng nó là 12 nhé các bác. Nó là 12, một cây cưa rất là nhỏ. Khi các bác có thể cắt những cái cành nhỏ các thứ đi là ok lắm ạ. Đấy, khi mình gấp lại đây. Đấy. A46 em bán 120k. A46 120k. Em qua A47. Ôi, em qua đây. Em có một cái cây thước góc này. À, kẹp góc này các bác. Đấy, nó còn lớp sơn mạ nó vẫn còn nguyên nhá, tay cầm của nó đây ạ. Đấy. Khi mình chỉnh nó thì chỉnh đây. Những cái gen răng của nó đây là vẫn còn chưa có chảy trượt gì nhá các bác. Hình thức của nó là ok, em đo qua. Em đo qua chiều ngang của cái này, phỏng này cho các bác nhìn này. Đấy, nó là 20cm nhé các bác. Và chiều tay cầm của nó rơi vào là 28cm. Rơi vào 28cm. Một cái thước góc A47 em bán 190k. Như em có 2 cây nhé các bác, 190k một cây. Đấy, em có 2 cây nhé các bác, 190k một cây. Em lại có hai cái cây góc này nữa ạ. Đây. Hai cái này thì là 100k hai cây này. Đấy, 100k hai cây này. Em đo phỏng cái chiều này cho các bác coi ạ. Đấy, nó rơi vào khoảng 10cm nhé các bác. Đấy, gần 10cm các bác là nghiên cứu để lấy những cái này về mình sử dụng mình làm đấy ạ. A48 100k hai cái. Em qua A49. Em có một cái đo này, đo góc đây. Nó là thép không rỉ nha các bác, nó là thép không rỉ. Nó lớp sơn mạ nó vẫn còn mới này các bác, số rõ ràng. Nó có họa tiết trên cái này. Rất là đẹp luôn, và hai mặt nhé các bác. Tha rất theo này, thép không rỉ các bác. Đấy, em đo chiều này. Chiều này này, nó rơi vào là 18 nhé các bác. Và chiều này nó là 8. Và một chiều này nữa là 11 ạ, 11. Đấy, chữ rõ ràng, hai mặt hiệu của nó là tha rất theo, thép không rỉ. Đấy, hai mặt rõ ràng. A49 em bán 100k nhé các bác, 100k. Em qua A50 ạ. A50 cũng một cây kéo này. Các bác có thể mua về để sử dụng, cắt cái gì nó rất là bén ạ. Đấy, sắc bén nha các bác. Lưỡi thì nó hình dáng nó lại kiểu này. Đấy. Chữ khắc đây. Đấy, chữ hai mặt nhé các bác. Em đo qua chiều dài của cây này. Nó rơi vào là 25, rơi vào 25cm. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó rơi vào là 13cm. Lưỡi của nó sắc bén nhé các bác. Rất là bén ạ. Đấy. A50 em bán là 200k. Cái thế này là thép hai lớp các bác ạ. Thép hai lớp nó rèn thủ công nên là nó rất là sắc bén luôn. A50 em bán 200k. Em qua A51 ạ. Em qua A51. Em có một cái này để ghép cành đấy các bác. Đấy, tay cầm của nó đây. Chữ khắc là một hàng này các bác. Chữ khắc một hàng luôn. Lưỡi của nó thì đỉnh luôn này. Em đo chiều dài của cây này. Nó rơi vào 23cm các bác. Và lưỡi sử dụng của nó là 12cm.
12 sen, bản ngang của nó là 2,2 sen nhé các bác. Lưỡi rất là sắc bén, rèn nó rèn thủ công nó rất là sắc bén ạ. Đấy, cây này A51 em bán 150k. Em qua A52 thì em có một cái cây này là các bác có thể mang đi tra hạt đấy ạ. Em nghĩ là tra hạt. Đấy, tay cầm nó còn mới như thế này ạ. Cây này còn mới chưa qua sử dụng nha các bác, lớp sơn mạ còn nguyên đây. Khi mà mình cắm xuống, mình rút lên là nó có cái lỗ để mình tra hạt ngô, đậu và các thứ. Em đo chiều dài của cây này. À, nó rơi vào là 28, rơi vào 28 cm. Và tay cầm ngang của nó đây, nó là 11 cm các bác. Hình thức của nó vẫn còn mới ạ. Đấy, cái mũi của nó rất là nhọn, lớp sơn mạ còn nguyên. A52 em bán 120k. Các bác có thể mua về mình có đồi ruộng nhiều đấy, bãi để mình tra hạt, mình cứ cắm này cái rút lên là có lỗ để mình tra hạt ạ. Em qua A53 nha các bác, em có cây cạp. Em có cây cạp này. Chữ nó khắc đây. Đây ạ. Đấy. Này, lưỡi của nó đây nó hơi hở một tí là em không biết mài nhá các bác. Không biết làm, các bác mua về là có thể điều chỉnh lại một tí thôi là làm ạ. Một cây cạp. À, size của nó 20,5 nhá các bác. Size 20,5, những này thì rèn thủ công thì đấy, lưỡi của nó đây. A53 em bán 360k. 360k các bác có thể về mài thì làm là ok lắm ạ. Một cây kéo cắt tôn này, A57. A57 em có cây kéo cắt tôn này. Cái móc của nó đây. Lò xo của nó. Đấy. Mà hình thức của nó lưỡi nó lại làm hình dáng như thế này các bác ạ. Đấy. Này, chữ khắc trên bề mặt đây, lớp sơn mạ vẫn còn mới nha các bác. Đấy, em đo chiều dài của cây kéo cắt tôn này. Nó rơi vào 24 cm. Và chiều dài lưỡi sử dụng nó là 6 cm. À, chiều dài của lưỡi sử dụng này nó rơi vào 9 cm các bác. 9 cm. Một cây kéo cắt tôn, hình thức nó vẫn còn đẹp như thế này. Tay cầm chưa có rách dưới gì hết ạ. A57 em bán 150k. Này, nó có chữ khác trên bề mặt nó đây. Bên này chữ đây ạ. A57 150. Em qua A58 em muốn một cây kéo. Này chưa bao giờ em thấy cái kéo lưỡi nó dài như thế này ạ. Cầm rất là nặng, rèn thủ công, thép 3 lớp các bác. Đấy, nó có cho mình cái chốt đây ạ. Khi mình làm xong, cắt xong mình lại ấy này, lò xo ruột gà nhé các bác. Đấy, một cây này size rất là lớn ạ. Em đo chiều dài của cây này, nó rơi vào là 27 các bác. Rơi vào 27 và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 10 cm nhé các bác. 10 cm, một cây kéo này. Đây, chữ của nó khác đây ạ. Lưỡi còn đầy, sắc bén nhá. Bên này là lưỡi này nó chống chày trượt đấy ạ. Chống trượt đấy các bác. Ốc có thể mình tháo ra để mình vệ sinh được. Tay cầm thì nó cho mình làm cái này để cho mình đỡ trơn trượt đấy các bác. Rồi, cây kéo rất là đẹp. A58 em bán 860k nha. 860k. Em qua A59, em có một con dao nhỏ này, rất là dễ thương các bác. Đấy, cán của nó màu đỏ. Cái khâu này là khâu đồng nhá các bác. Đây, nó có họa tiết nó ấy lên cái bề mặt lưỡi dao này rất là xinh. Các bác đi rừng đi câu thì nên mang những cái này đi để mình cắt dây cắt dở đấy ạ. À, nó rơi vào 16 cm và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 8 cm nha các bác. 8 cm, bản ngang của nó là nó rơi vào là 1,6, rơi vào 1,6. Nó có cái bao da cho mình rất là mềm này này, da bò nó đường may của nó thì rất là tỉ mỉ nha các bác. Đấy. Khi mình cho vào đây, mình đóng cái chốt lại này.
A59 em bán 180k. Em qua A60. Em có một cái này để mở ống nước nha các bác. Này, hiệu Super đây. Còn mới. Mới 100% luôn đấy các bác. Đấy, cái này nó là dài 22 cm. Hiệu Super. Các bác mở ống nước thì nhấn tay này cái là đẩy rất rất là nhanh ạ. Đây. Đấy. Khi tay mình nhấn xuống là mở là rất là nhanh. Còn mới như thế này. Em đo chiều cái miệng nó có thể mở ra được đấy ạ. Nó là rơi vào 7,5 nha các bác. Các bác mở ống hay là cái gì cũng được. Đấy. Hình thức của nó ok chưa các bác? Hiệu Super này là rất là nổi tiếng rồi. A60 em bán 320. 320. Cây này nó dài này. À, nó là 28 cm nha các bác, dài 28 cm, miệng của nó mở tối đa là em đo rồi cho các bác rồi. Hiệu Super. A60 em bán 320k. Em qua A61, em có một cây bào nó còn mới, rất là mới nha các bác. Cây bào rất là mới. Đây, hình thức của nó đây. Nó có bông hoa khắc trên bề mặt này, lưỡi này thì rèn thủ công, chốt đầy đủ nha các bác. Các bác mua về sưu tầm hay làm thì rất là đỉnh luôn. Em đo chiều dài của cây này nó rơi vào 26 cm. Và chiều cao của nó là 3,5. Bản ngang của nó là 7,5. Bản ngang là 7,5. Lưỡi của nó đây em đo cận lại cho các bác xem. Sắc bén nha, chưa có một lớp răm mẻ gì nhá các bác. Một cây đục này nó A61 150k. A61 150k. Em qua A62, em cũng có một cây cây bào này A61 150. A62 một cây bào nữa đây. Đấy, hình thức của nó, lớp sơn mạ nó vẫn còn mới nha các bác. Nó có cái hình logo đây. Ốc này mình có thể mình tháo ra để mình thay cái lưỡi được đấy ạ. Đấy, cái này dưới là nó là bằng thép nha các bác. Bề mặt dưới này là bằng thép, lưỡi thì sắc bén. Đấy, em đo cận nha các bác nhìn. Cái cây này nó dài vào là 24 cm nhá các bác. 24 cm. Bản ngang của nó là 5 cm. Chiều cao của nó là 2,5 ạ. Một cây bào rất là mới. Hình thức của nó đây. Lần là bằng thép nha các bác. Lưỡi thì rèn thủ công, lớp sơn mạ còn nguyên. A62 em bán 220k. 220k một cây bào, các bác có thể sưu tầm thì rất là tốt ạ. Em qua một cây bào nữa đây. Cây này thì em lại có một cây nữa đây. Cây này của anh nhá các bác. Cây bào này còn của anh còn mới như thế này. Các bác nào mà sưu tầm thì xin liên hệ với em nhé. Đây, bề mặt của nó bên dưới đây. Chỉ có chày một tí này là do vận chuyển thôi các bác. Đấy, cái này thì tay cầm của nó bằng nhựa. Đấy, em đo này cho các bác nhìn đây. Đấy, nó phủ lớp sơn mạ như thế này. Đây bằng thép các bác. Lưỡi của nó này. Các bác mua về thì mà sưu tầm thì là khỏi phải nói rồi, khỏi phải bàn rồi. Nó rơi vào 22 cm. Rơi vào 22 cm. Và chiều cao của nó tới cái tay cầm nó là 11 cm nhé các bác. 11 cm. Đấy. Cái này là cũng đấy là bằng nó phủ lớp sơn mạ lên màu đó đấy ạ. Một cây bào của anh A63 em bán 1.500.000. 1.500.000 cây bào. Các bác sưu tầm thì là đỉnh luôn. Chưa bao giờ em thấy cây mới như thế này ạ. A64 nhé các bác. Em có hai cây búa ạ. Em có hai cây búa, hình thức nó vẫn còn mới như thế này ạ. Một đầu đóng đinh và một đầu gò nhé các bác. Một đầu gò. Đấy. Cái này nó vẫn còn mới, nó chưa có sử dụng nhiều ạ. Tem mác của nó đây, lớp sơn mạ nó vẫn còn nguyên.
Đấy, em đo chiều dài của cây búa này nó rơi vào 34 cm. Rơi vào 34 cm. Và cái bên hai đầu dài của đầu búa này nó là 11 cm ạ. Đầu đóng của nó là khoảng 2 nhé, khoảng 2 cm các bác. Một cây búa hình thức rất là đẹp ạ. A64 100k. Em qua A65 một cây búa này còn đẹp hơn ạ. Đấy, cây này cũng 100k các bác, tem mác của nó đây. Đấy, em đo chiều dài của nó, nó rơi vào là 32,5 cm. Hai đầu đóng của nó vẫn còn mới nhé, lớp sơn mạ nó đây, nó chốt rất là chắc chắn cho các bác, không thể nào mà mình dơ lên mình đập mà rơi được ạ. A65 em bán một cũng 100k. A65 100k một cây búa, hai đầu đóng rất là đẹp. Em qua A66. Em qua A66. Đây có một cây rìu đây. Nó nằm trong cái vỏ rù như thế này ạ. Hình thức của nó đây. Nó có cho mình sợi dây này, mình có thể mình treo lên đấy ạ. Đấy, khi các bác mở ra thì luồn nó ngược lại tí. Đấy. Hình thức của nó đây ạ. Lưỡi của nó sắc bén nha các bác. Các bác có thể để lên xe hơi ấy, đi vào rừng hoặc là sưu tầm. Sưu tầm thì cái này là đỉnh luôn nha các bác. Tay cầm này nó có như này để nó giảm trơn trượt cho mình đấy ạ. Ba chốt của nó đây. Chiều dài của cây dìu này nó rơi vào là 38 cm, rơi vào 38 cm. Và chiều dài của lưỡi dìu này nó là 19 cm các bác, 19 cm. Cái chiều dài của lưỡi chặt này nó là 10 cm. Lưỡi vẫn còn đầy, lớp sơn mạ còn nguyên. Cái đầu này để mình bổ xuống đây. Nhọn rất là ghê à, các bác. Các bác sưu tầm thì là đỉnh của đỉnh nha luôn rồi đấy. A66 em bán 380k. 380k. Em qua A67 em có một cái mỏ lết răng nha các bác. Đấy. Mỏ lết răng của nó là hình thức của nó là còn mới như thế này. Size 450 nha các bác. Đặc điểm của nó là bằng nhôm, nó rất là nhẹ. Khi các bác mua về làm thì cho thợ làm nó đỡ mất lực ạ. Mất lực. Đấy. Hoạt động của nó đây. Trơn tru nhá các bác. Răng lợi của nó đây, em quay cận lại cho các bác nhìn ạ. Lớp sơn mạ nó vẫn còn mới như thế này. Logo này nội địa Nhật đây. Giáp ban đây ạ. Đấy, rất là nhẹ, hình thức của nó rất là đẹp. A67 em bán 580k. Cây này size là 450. Đến từ giáp ban. Hoạt động là ok, trơn tru. 580k nhé các bác. Một cái mỏ lết răng rất là đẹp luôn ạ. Em qua A68 không có một cây đục khổng lồ luôn nhé các bác. Cây đục này có chữ khắc trên bề mặt đây, nó còn mới. Này, lưỡi nó rèn thủ công, nó rất là sắc bén. Em đo chiều dài của cây này nó rơi vào là 57 cm. Và chiều dài của lưỡi sử dụng đây ạ. Nó rơi vào 26 nha các bác. Bản ngang của cái lưỡi đây 4.8 4.8 nha các bác. Này, lưỡi của nó đầy, sắc bén như thế này. Đấy. Cái đục này các bác thợ thì có thể làm, hoặc là các anh các bác mua về sưu tầm những cây đục như này, đục khủng lồ. Đấy, A68 em bán 250k. 250k. Qua A69 em có một cây búa nó kiểu như thế này nhá các bác. Tem mác của nó đây ạ. Cây này mới chưa qua sử dụng các bác. Người ta làm ra nhưng người ta đã sử dụng đâu ạ. Đấy, chốt của nó bác nhìn như này là rất là mới ạ. Nên nó rèn thủ công nên là cái lớp sơn mạ của nó như thế này nhé các bác. Đấy, em đo qua chiều dài của nó là rơi vào 20 rồi. Rơi vào 20 cm rồi. Và cán của nó đây.
30 cm, và lưỡi của nó, bề ngang của lưỡi nó 5 cm. Các bác nhìn cái lưỡi của nó đỉnh chưa? Đấy. A69 em bán là 280. Lớp sơn mạ còn nguyên, cây này rất là đẹp ạ. Em qua A70 nha các bác. Em có một cây bàng mini, nó rất là xinh này. Đó. Nó có hiệu bác thợ đang làm đây. Tem mác của nó đây ạ. Cái này là rèn thủ công nhá các bác. Đấy, nó còn mới ạ. Em thấy nó mới quá nên em cũng lấy luôn đấy. Nó hơi nhỏ thì các bác sưu tầm, hoặc là mình mà bào những góc cạnh ấy. À, cây này thì nó rơi vào là 17 năm các bác, 17 năm. Bản ngang của nó là 5 cm. Bản ngang của nó là 5 và chiều cao của nó là 2,4 cm. 2,4 cm một cây bào mini nhá, A70. Em bán 100k nhá các bác. Có bác thợ đang bào đây. Cái này là của hãng Checkmark ạ. Này, này của Checkmark. A71 em có con dao chặt này các bác. Đấy, hình thức của nó đây ạ. Nó mài một mặt nhé các bác. Bên này là nó có rãnh để tản nhiệt, tản ấy đây ạ. Tay cầm của nó chắc chắn nhé các bác, chữ khắc trên bề mặt đây. Rãnh tản lực. Đo chiều dài của nó đây là nó rơi vào 36 cm, và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 18,5 cm các bác. Em đo chiều ngang của cái lưỡi của nó đây, ở giữa là nó rơi vào 5 cm, và chiều dày của con dao này, dao này rất là dày ạ. Nó rơi vào 6.89, gần 7 ly nha các bác. Lưỡi của nó này rất là sắc ạ, rèn thủ công. Các bác có thể chặt cây, chặt gà, chặt vịt, chặt dừa nhé các bác, là đỉnh luôn đấy. Con dao này nó nặng, chặt rất là trường dao ạ. 71 A71 360k. Em qua A72. Một con dao đây, hình thức của nó đây ạ. Đấy, sáng bóng, lưỡi của nó sắc bén nha các bác. Con dao này thì em đo chiều dài của nó, nó hơi ngắn hơn con kia một chút xíu ạ. Chiều dài của nó rơi vào 34 ạ. Và lưỡi sử dụng của nó là 17 nha các bác. Bản ngang của nó rơi vào 5 cm. Và em đo chiều dày của con dao này, nó rơi vào 6.42. 6.643 nhé các bác. 6.43. Có chữ khắc trên bề mặt đây. Lưỡi mài một mặt ạ. Đấy. Ngoài đầu này nó làm dày để cho mình chặt, nó có lực đấy nha các bác. Đấy. Các bác chặt dừa, chặt cây, chặt các thứ là đỉnh luôn ạ. Còn hai con dao chặt này rất là đẹp. A72 em bán 320k. Em qua A73. Em có một con dao này là dao của Đức nha các bác. Khâu mấy lưỡi của nó làm liền, đúc liền nhau ạ. Đấy. Con dao này của Đức các bác ạ. Đấy. Cán của nó đây. Em đo qua chiều dài của cây dao này. Nó rơi vào là 34 cm. Chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 31 cm đấy các bác. 31 cm. Và bản ngang của con dao này 4,5 ạ. 4,5. Em đo chiều dày của dao, nó rơi vào là 2.44. 2.44. Các bác có thể thái thịt bò này, thịt ba giỏi. Cái mũi này thì có thể mình gãy gân bò các thứ được ạ. Đây. Con dao này của Đức các bác. Đấy, A73 em bán 340k. Em qua A74. Một con dao đầy chữ khắc trên bề mặt này, dao đề ba các bác ạ, size nhỏ. Này thì chặt gà, chặt vịt vô tư nhé các bác. Tem mác của nó đây ạ. Khâu của nó, khâu
hương nhựa các bác ạ. Cán của nó đây. Con dao này có chữ khắc trên bề mặt nhé các bác. Em đo qua chiều dài của cây dao này nó rơi vào là 28 cm. Chiều dài của lưỡi sử dụng nó rơi vào là 15, 15,2 các bác. Đấy, và bản ngang của nó 4,5. Con dao này mài một mặt nhé các bác. Này, sống dao của nó rất là đẹp ạ. Lưỡi sắc bén. Em đo chiều độ dày của dao ạ. 4.84 4.84 A74 200k. Em qua A75. Một con dao này của Đức nha các bác. Đấy, ba chốt của nó đây. Các bác mua về để cắt lạng được hết ạ. Đây. Con dao này của Đức các bác. Đấy, bề mặt của lưỡi nó đây ạ. Ba chốt. Em đo chiều dài của cây này nó rơi vào là 32. Nó rơi vào 32,5 cm. Và chiều dài của lưỡi sử dụng 21 cm các bác. 21 cm. Bản ngang của nó là 3 cm ạ. Bản ngang của nó là 3 cm. Một con dao của Đức này, chiều dày của nó là 1.66 1.66 A75 150k thôi ạ. A75 150. Em qua A76. A76 một con dao thép giấy xanh đây. Con này rất là đỉnh luôn các bác. Này. Khâu sừng hai lớp thép. Đấy, bề mặt của lưỡi đây. Tay cầm của nó rất là ok. Em đo chiều dài của cây dao này. Em đo chiều dài của nó rơi vào 41 cm ạ. Và chiều dài lưỡi sử dụng rất là dài 25 cm. Bản ngang của nó đây ạ. 3 cm nhé các bác. Nó là chữ thép giấy xanh đây. Khâu sừng. Lưỡi sắc bén không các bác. A76. Em bán 700k nhé các bác. A76 700k. Em qua A77. Em có một con dao này, dao Thái nhé các bác. Đây, nó hơi bị rỗ mất một tí chỗ này thôi ạ. Này là mài một mặt, bản nó là size lớn nha các bác. Đấy, nó có một dòng chữ ở đây này các bác này. Đấy, em đo chiều dài của cây dao này. Nó rơi vào 32 cm. Và chiều dài của lưỡi là nó là 16.5 ạ. Bản ngang của nó là 4 cm. Và con dao này nó dày. Em đo sát cán nha các bác. Nó rơi vào 3.63 3.63 A77 em bán 180k. Em qua A78. Một con dao này bản nó rất là lớn ạ. Con này rất là hiếm nha các bác. Đấy, có một dòng chữ khác trên bề mặt đây. Khâu của nó chắc chắn. Đi bãi là em kiếm được những con dao như bản lớn này rất là khó, không bao giờ có đâu các bác. Em đo chiều dài của cái cây dao này nó rơi vào là 35 cm. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 18.5, 19.5 nhé các bác. Và bản ngang của nó lớn không các bác? 5 cm. Các bác cắt những tảng thịt lớn ấy. Những cái tảng cái cây sườn cốt lết là cũng cắt được đấy ạ. Đấy, bề mặt của lưỡi của nó đây. Và chiều dày của, độ dày của con dao này em đo đây. Nó rơi vào 3.62 3.62. Một con dao A78 em bán 580k. Con dao này rất đẹp ạ. Em đến A79 nha các bác. A79 một con dao hãng Samuza. Samuza Japan đây ạ. Cái cán của nó đây, ba chốt của nó rất là đẹp. Họa tiết nó đưa lên rất là đẹp ạ. Japan Samura. Em đo chiều dài của cây này. Nó rơi vào là 33 cm. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 21 cm nhé các bác. 21 cm. Bản ngang con này nó lớn nha các bác. 5,5 ạ.
5,5 và nó nhọn gần về đằng mũi đây. Em đo chiều dày của cây này 2.39 một cây dao hãng Samura A79, em bán 320k. Em qua A80 ạ. Có một con rìu, cây rìu như thế này ạ. Giáp ban đây. Chữ khắc trên bề mặt ạ. Đấy, em quay đằng trước đằng sau, cán của nó màu trắng, nhựa màu trắng này này. Tay cầm của nó chắc chắn. Em đo chiều dài của cây này. Nó rơi vào là 24 cm. Và bản của lưỡi của nó đây, nó rơi vào 12 cm. Và chiều này của lưỡi là nó là 13 nha các bác, 13. Lưỡi mài hai mặt ạ, lưỡi mài hai mặt. Đấy. Lắp ban A80 em bán 260k. 260k. Rồi em qua A81, em có ba con dao. Nó là bề mặt của nó đây, chữ khắc trên bề mặt rất là nhiều. Nhưng mà nó mình sờ lên bề mặt nó rất là láng mịn, nhưng mà nó ra cái màu này nhá các bác. Đấy, khâu chốt của nó rất là chắc chắn đẹp. Vậy các bác có thể mài lại, đánh nỉ lại là nó lại sáng lên đấy ạ. Ba con dao này size nó rất là lớn ạ. Đấy, dài nó là 36 cm, là cây lớn nha các bác. Bản ngang của nó là 4. Lưỡi sử dụng nó là 24 ạ. Lưỡi sử dụng 24, cây dao lớn nhá. Có chữ khắc trên bề mặt dao này. Chất của nó thì rất là đỉnh, cắt là sắc bén nha các bác. Đấy, con dao nhỏ thứ hai nó rơi vào 32 cm và lưỡi sử dụng của nó là 21 cm nha các bác. Này, có chữ khắc trên bề mặt rất là đẹp ạ. Đấy. Còn con dao nhỏ nha các bác, dao nhỏ đây cũng chữ khắc trên bề mặt đây. Đó, nó rơi vào là 25 cm. Rơi vào 25 cm và chiều dài của lưỡi nó là 15. Ba con dao A81 em bán 500k nhé các bác. A81 500k, ba con dao. Con dao này cắt rất là sắc ạ. Rồi em qua A82. A82 em có một cái eto nhé các bác. Có một cái eto rất là đẹp ạ. Răng lưỡi của nó đây, em mở ra cho các bác, em quay cận cho các bác xem. Nó còn tem mác nha các bác. Đây, nó còn tem mác đây. Nó nặng nhỉ, em không cầm lên được. Đây. 3/1/2. Đấy, cái đáy của nó đây. Nó có chữ khắc trên cái ốc này luôn ạ. Nó cho mình 4 cái này để mình có thể bắt lên bàn nhé các bác. Lớp sơn mạ vẫn còn mới nhé các bác. Lớp sơn mạ còn mới. Cái đầu, phần đầu đóng của nó đây. Cái đe của nó đây. Đấy. Nó chỉ có dăm một tí chỗ này thôi các bác. Cái hình thức cái này là rất là đẹp ạ. Hình thức rất là đẹp. Để em quay cái răng cho các bác coi. Răng lợi của nó còn mới nha các bác. Đấy, hai bên còn mới. Sơn mạ vẫn còn nguyên. A82 em bán cây eto này là 680 ạ. 680. Em qua A83 nha các bác. A83 em có một con gà làm bằng cây này bằng gang, nhưng mà nó mạ một lớp đồng các bác ạ. Rất là dễ thương. Các bác có thể về trưng bày
mình để ở vách ngăn nhà mình hoặc là trong tủ kiếng ạ. Con gà rất là dễ thương, gà mái nhé các bác. À, nó chiều dài của nó là 11 ạ, 11 à, gần 12 cm và nó cao đây. Nó cao là 7 cm nhé các bác, cao là 7 cm. Con gà bằng gang, họa tiết của nó làm thủ công hết nhé các bác. Này, nó làm cái lông như thật đấy ạ. Phủ một lớp đồng các bác. Rất là dễ thương ạ. A83 em bán 250k ạ. Hôm qua A84 ạ. Này, A84. Con gà này nó rất là hình thức rất là đẹp ạ. Cái đuôi của nó rất xinh không các bác. Cũng bằng gang mà nó phủ lớp đồng. Đấy, cái họa tiết của nó làm đỉnh chưa các bác. Các bác có thể sưu tầm hoặc là trưng bày lên vách ngăn nhà mình hoặc trong tủ kiếng. Con gà này rất là dễ thương nhé các bác. Em đo qua chiều ngang của nó đây, chiều dài của nó đây à, rơi vào 12 cm các bác. Và chiều dài từ ấy lên đến cái lá đuôi của nó ấy, nó rơi vào là 17 cm. Rơi vào 17 cm. Hình thức rất là đẹp, làm thủ công. Đấy, đằng trước đằng sau à, A84 em bán 500k các bác. Các bác mua về sưu tầm đi các bác. Con này rất là dễ thương. À, A85. A86 này, em có cái bình này. Bình bằng đồng 100% nhá các bác. Đấy, chữ của nó thì một bài thơ ghê chưa các bác. Nó đến từ Nhật các bác nha. Họa tiết của nó thì là rất là đẹp. Các bác có thể để ở bàn thờ ông địa cắm bông ạ. Này, nó hơi bị cấn móp một tí chỗ này thôi nhá các bác. Họa tiết của nó kia rất là đẹp. Em đo chiều chiều cao của cái bình này à, chiều cao của nó là rơi vào là 21 cm. Và cái miệng của nó là 6 cm nhá các bác. Cái đáy của nó là nó rơi vào 6 cm. Đáy rơi vào 6 cm. Có chữ rất là nhiều ạ. Đấy, họa tiết của nó cũng rất là dễ thương à, các bác để bàn thờ ông địa rất là phong thủy này, bằng đồng cắm bông thì đồng là đồng 100% tinh khiết của Nhật nhé các bác. Đấy, à, A86 em bán 630k. Em qua A87 cũng một cái bình hình thức nó như thế này ạ. Còn lớp sơn mạ nó rất là đẹp nhé các bác. Họa tiết nó làm như là da lươn đấy các bác. Hơi cấn móp một tí chỗ này ạ. Đấy, tay em cầm chiều ngang của nó là hết vừa khít luôn đây nhé các bác. Vừa khít đến cái ni của nó là các bác biết rồi. Em đo chiều cao. Cái này nó rơi vào 24 cm à, và đáy của nó là 7 cm. Nó có chữ đây. Đấy, dấu của nó đây. Và cái miệng của nó ạ. Miệng của nó rơi vào là 5 cm nhé các bác. Một cái bình bằng đồng. Các bác có thể cắm bông ngày Tết hoặc là bàn thờ ông địa, bàn thờ tổ tiên nhà mình thì rất là đỉnh luôn. A87 em bán là 680k. Đấy, 680k. Em qua A88. Em có một cái đĩa bằng đồng. À, họa tiết của nó thì rất là chuẩn này các bác. Đó, họa tiết em chưa bao giờ em thấy cái đĩa nó làm như thế này, đẹp như thế này ạ. À, các bác có thể là để vào bàn thờ ông địa trưng, mình trưng là được 4-5 quả táo đây ạ. Đấy, mình nó hơi sâu, nó làm như thế này để chống lăn những quả táo xuống các bác. À, em đo chiều ngang của nó là rơi vào 19 cm. Và nó sâu thì khoảng độ 5 cm nhé các bác. Sâu khoảng 5 cm. Đằng sau nó hở lớp đồng ở đây. Họa tiết của nó rất là đỉnh nhá các bác. A88 em bán 350k. Rồi em có một cái bình bông này. Các bác nào mà có mua thì xin liên hệ với em ạ. À, cái bình này màu nó là màu tím. Đấy, cái logo của nó đây các bác.
Cái này của Pháp nhé các bác. Bình này của Pháp ạ. Phở răng này của Pháp nhé các bác. Đấy. Trên cái miệng của nó làm rất là dễ thương. Nó viền vàng như thế này các bác. Chưa bao giờ em thấy cái bình bông đẹp như này ạ. À, nó rơi vào 24 cm cao ấy các bác. Và cái chiều ngang của nó là 11,5 ạ, 11,5. Cái đáy của nó rơi vào là 8 cm. Đáy nó rơi vào 8 cm. Họa tiết hoa của nó là rất là đỉnh nhờ các bác. Miệng của nó rộng này thì mình có thể mình cắm ly, 5 cành ly vào đây. À, mình có thể trưng ở phòng khách hoặc là sưu tầm nhé các bác. Họa tiết đấy. À, là một cặp trai gái ạ. Rất là đẹp các bác. À, cái bình này thì nó là 1,4 triệu nhé các bác. 1,4 triệu. Rồi em qua cái bình này nữa các bác. Cái này cắm bông thì là nói chung là đỉnh của đỉnh luôn đấy ạ. Đấy. Nó có logo của nó ở đây hết ạ. Đấy. Nó làm như là mạ vàng vào nhé các bác. Họa tiết của nó nha chưa. Màu sắc như này là đỉnh lắm rồi. Cái bình này thì chiều cao của nó em đo qua cho các bác xem này. Nó rơi vào là 31 cm. Và bản ngang của lưỡi à, cái miệng bình nó rơi vào 11 cm. Rơi vào 11 cm. Cái đáy của nó là cũng 10 cm ạ. Cái đáy của nó 10 cm. Mà cái họa tiết em phải nói là nó làm là không phải chê vào đâu nữa nhé các bác. Các bác có về thể để trưng bày hoặc là để trong văn phòng, phòng khách nhà mình thì là đỉnh của đỉnh luôn đấy các bác. 1,2 triệu ạ. Cái bình này 1,2 triệu. Em qua đây em có một cái thùng đồ nghề nhé các bác. Thùng đồ nghề của hiệu của nó là hiệu Tôn Búc. Nó có lớp sơn mả này, lớp sơn màu xanh. Cái này nó rất là đẹp ạ. Hình thức của nó rất là đẹp. Nó có cho mình cái tay cầm này các bác. Tay cầm này. Đấy, khi mà mình mở hai bên này nó có khóa rất là chắc chắn hai bên. Hiệu Tôn Búc. Em mở cho các bác coi. Làm như là chưa qua sử dụng luôn nhé các bác. Chưa qua sử dụng luôn. Cây này nó chưa có móc méo một tí nào ạ. Em đo qua chiều ngang của nó đây. Chiều dài ngang này là nó rơi vào 41 cm. À, chiều cao mà đến đấy đây, chiều cao nó rơi vào 13. Và ngang của nó thì là nó vào là 20 cm nhé các bác. Một cái thùng đồ nghề hiệu Tôn Búc thì gia đình nhà nào cũng có những kìm múa đinh các thứ thì các bác nên mua về để đựng vào cho nó gọn khỏi thất lạc đấy ạ. Một cái thùng hiệu Tôn Búc A89 em bán có 300k thôi các bác. 300k. Em qua A90 các bác. 90 em có một cái thùng đồ nghề mini nó như thế này nhé các bác. Đấy, thùng đồ nghề này rất là xinh. À, các bác có thể mua về mình đựng nên nó có mặt trên này nó cho mình những cái này mình đựng ốc vít, những cái đầu vít nhỏ vào đây. Có các ngăn này cho các bác ạ. Và bên trong em mở cho các bác đây. Đấy. Em đo chiều dài của cái này. Cái thùng này nó rơi vào là 29 cm ạ. Rơi vào 29 cm. Và nó cao là 10 cm nhé các bác. Cao 10 cm. Và nó ngang là 14 cm. Ngang 14 cm. Cũng hiệu Tôn Búc luôn ạ. Đấy. Những này thì đựng đồ nhỏ nhỏ thôi ạ. Đựng đồ nhỏ nhỏ. A90 em bán 150k. 150k. Em qua A91 ạ. Em có hai cây bơm nhé các bác. Cái bơm này thì bơm tay ạ.
Khi các bác mua về thì đây em đo chiều cao của cái bơm này. Một cây màu vàng, một cây màu xanh nhá các bác, nó giờ cao là 60 cm. Đấy. Chiều cao đúng 60. Đây, em giới thiệu với các bác cây màu vàng này trước ạ. Cây màu vàng này trước. Này nó có đồng hồ nhá các bác. Đấy, khi mà mình bơm á là nó có đồng hồ để mình biết là nó là như thế nào ạ. Cây này đến từ giáp ban lớp sơn mạ, nó vẫn còn mới nha các bác. Cái chân này là mình, cái đấy là mình để mình đạp chân lên. Các bác nên mua về thì để cho các em bé, nhà nào cũng có xe để cho các em bé tập đấy ạ. Đây, đó cái đầu bơm của nó đây. Cái tay cầm của nó rất là êm nha các bác. Đấy, khi em test hơi cho các bác, hơi đầy căng luôn nhé các bác. Đấy. Và nó cho mình một cái này là mình giáp vào để mình bơm bóng bay, bơm các loại đầu bơm nó ở trong cái này. Nó cho mình thêm ở đấy ạ. Đấy. Một cây bơm đến từ giáp ban này. Màu vàng, em bán 250k nhé các bác. 250k. Rồi em lên một cái bơm tiếp theo nhé các bác. Cái dây của nó thì là dây vải. Tem mác của nó đây, đầy đủ nha các bác. Tem mác của nó đây. Đấy. Tay cầm của nó. Đấy, em test hơi cho các bác này. Hơi rất còn đầy căng nhé các bác. Đấy, cây này thì cái chân đạp nó lại kiểu này các bác ạ. Chân đạp nó kiểu đấy. Lớp sơn mạ của nó màu xanh rất là đẹp. Đấy, cây bơm này nó cũng cao là 60 cm. Và A92 em bán 380k. Video của em xin kết thúc tại đây ạ. Các bác theo dõi video của em thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Và có món nào mà phù hợp thì xin liên hệ với em ạ. Đấy, rất là nhiều em qua giới thiệu cho các bác hết rồi. Em xin kết thúc tại đây. Em xin chân thành cảm ơn các bác.